rất đẹp. Chiều nay với Phật tử chở cho tôi đi thăm biển, mà tới giờ chưa được tới biển. Trên đường đi rất đẹp, quý vị thấy không? Tao mình kẹt quay ngược xuống này. Đây. Quay ngược này. Hả? Để thầy nói đi. Không, thầy nói thì đỡ ai ai. Tự nhiên thầy phải đi đi thì ai ai. Tất cả cảnh cho mình lên chi trại tôi hết tất cảnh. Không. Cảnh cho ta coi bên cạnh buổi chiều trên đường ra biển. Thầy cũng phải cho coi lâu lâu xuống thầy cũng phải cho ta thấy mặt của con chứ chưa có ai thấy mặt của con đâu. Các bạn thấy chưa thấy không? Không ai biết đâu. Nhiều lúc ta còn biết mặt con ai. Đúng rồi. Mặt đẹp quá ha. Chào chú à. Cái cảnh nghe thầy. Trời lãng mạn bóng hoàng hôn á, tiếng ốc xa đưa dặn trống đồn, đẹp mấy ông về không có sự một tử là có em á. Tại tới vô thì tới về. Ồ, lạc hoa vàng nè. Tuyệt đẹp cánh chiều. Cánh chiều. Vô thân rồi anh. Thôi đâu có nói gì đâu. Thôi nói gì nữa. Được rồi. Hỏi tay không? Anh chậm chậm à, có mấy cái đường đẹp thiệt á. Cây có đồ mát dịu dịu. Thì như cái đường mà cái đường la mai lên lạc hay là lạc á. Qua cái đèo Brent. Đi cũng là nếu tương lai mà ra đi cũng là buồn lắm đó. Rất đẹp. Mà nhân bên này với là thầy hơi khác lại chút xíu là cho người ta coi cái khung cảnh đẹp, review mấy cái cảnh ở Virginia. Sơn em đúng không? Mấy lần trước thì chưa, nghe giảng rồi. Lam Kiều Tiễn Thị Thần Tiên Quật. Lam Kiều Tiễn Thị Thần Tiên Quật. Hà Tắc Di Khu Thượng Ngọc Kinh. Thầy bây giờ thầy có thầy đọc thơ lên. Thầy đọc thơ. Nhớ mới đọc cái đâu nhớ. Đọc thơ. Thầy Nguyễn Bính đi thầy. Không nhớ. Sao con cũng nhớ Nguyễn Bính là có cái bài cũng hay lắm mà bài. Để con đọc cho thầy nghe bài. Ngày xưa còn bé, Nhi vẫn đẹp. Huống chi bây giờ đã vậy thì. Sao mình tới đầu ông nhiêu đó không được phước. Cái đó là Nguyễn Bính thiệt mà thầy. Nguyễn Bính à, Nguyễn thơ Nguyễn Bính có rõ ràng.
thì trong góc não nhớ gì thì nó hiện ra ra thôi. Đó là Nguyễn Bính đó, là ngày xưa còn bé Nhi vẫn đẹp, huống chi bây giờ Nhi. Vậy thì yêu kiều thục nữ ngang phố chợ, để ngàn thiên hạ phải sai Nhi. Đó là Nguyễn Bính nha, chứ cũng đâu phải thơ còn đâu. Mấy thằng bụng mơ đẹp không quý Phật tử thấy cảnh chiều không dạo phố không đi ra biển mà cuối cùng không ra biển mà vô rừng. Thiệt chứ không? Ờ, mấy cái nhà này nè. Nhà này mới tối với con này, con kia nó kêu thảm não, nó không lo, không lo. Nhà này tối đủ thứ con nó ra, nó kêu á. Chuyện gì anh Weaver hả? Yeah. Buổi chiều của cái Hoàng ơi, bên đây thầy chiều tối rồi mà Phật tử rủ ra biển cứ ngắm hoàng hôn mà cuối cùng không ra biển mà đi lạc vô rừng này nè, không ra tới biển mà lạc vô rừng rồi mới quay trở lại đây. Mấy nhà là Thiệu không hả? Mấy nhà là Thiệu không hả? Nhưng mà hết giờ thì không thấy ai, thấy thấy bóng người. Đi thế càng ở bên này càng ở trong rừng cả gần biển là càng mắc tiền nghe. Chứ có gì đừng tưởng đâu vậy, y như nhà quê Việt Nam vậy đó, nhưng mà cái nhà rất là đắt đỏ đó, thấy chưa, tại vì giống như nhà quê Việt Nam vậy đó mà nhà thì rất là đắt nghe. Càng ở trong sâu, trong rừng thẳm hoang vu hiểm trở càng đắt tiền. Khổ quá trời ha. Nhà đất rộng quá, đã mới nhà chứ mất tiền lắm đâu gì. Giống đồng quê Việt Nam không? Té thì đuôi điện té không? Tôi có mơ cao vậy đâu. Mà nhà cái nhà đó thôi, tốn điện tốn nước mệt, tốn điện mệt, nghỉ dọn mệt, nghỉ chứ làm gì trời. Ha? Nếu mà hai vợ chồng đứa con ở tốn mệt nghỉ. Đi
chiều đi ngắm biển mà đã không tới biển, chưa tới biển. Biết bạn đang dẫn đi đâu rồi mày. Chị Út Hoàng có lên rồi phải không? Lên giờ làm sao mới lên? Ngủ giờ. Giờ này bên đó à? Tối tôi ngủ. Giờ này bên đó mấy giờ? Đây. Giờ là mấy giờ mình bên đây? Con không biết. 7 giờ tối. 7 giờ tối. Đi bên đó sáng rồi. 7-6 giờ hả? Việt Nam ta thức sớm. Dưới quê. Ông cải cổ thức cổ canh sầu riêng tới 3-4 giờ sáng mới xong việc, tối nó mới cho chở vô. Cái đường ở đâu cho chở ban ngày? Phải biết cái đó là tại sao mà ba thằng gọi trong là cái là cái giờ mà còn mới canh canh nữa không? Giờ bữa bia không? Chứ một tháng sau thôi, giờ này tối đen hả? Giờ này tối mù mịt luôn á. Sao giờ này mà dám đi trong mấy giờ tôi thua á? Sao giờ này mà thì cái năng lý không dám đi nữa vì tối, nhiều cái tối không biết tối diễn tả cái tối như thế nào. Đem cho ông quay anh đợi. Đem cho ông quay cây cho má tánh coi. Ôi một lát mình phải đi về quét. Xong bộ quét xong cũng quét rồi, rồi xong mà phải đi 264 quét quét nữa 264 nữa rồi bắt đầu mình mới exit cái ngay trong cái trời. Sáng một chút nữa con đi lộn cái cầu của thầy ngày hôm qua mà con tới nhà thầy á. Cái đi qua cái thô á là phải đóng tiền thô mà thầy á là phải exit trước khi qua thô anh hả? Không phải vô rồi không phải là vô rồi vô kẹt ở đó, kẹt cứng ở đó. Nó có chụp hình không? Hả? Nó chụp hình không? Trời ơi, lúc đó hồn vía lên mây sao chụp hình được. Lo đi mở, vừa chạy vừa mở cái map ra để coi. Coi thì sao mà... Okay, anh không, keep going. Anh skip cái red light đó, cái red light thực kế nữa. Thấp tới biển đó hả? Tôi cảm thấy là mỏi tay lắm mày. Hồi trước mới qua bên đây cũng chả. Mà tiếng Anh, tiếng U cũng đâu có biết nhiều đâu. Mà lần đầu tiên chạy xe như thế này. Cái cảnh sạch đó, người ta vô. Người ta bị vô nó hỏi. Cái chạy xe tải khó lắm. Nó vô á nó sẽ hỏi mình đó là ồ bạn chạy từ đâu mấy giờ cái không có nghe được. Ông hỏi cái gì cũng nói yes
Ông hỏi con á là có phải là chạy từ Florida tới đây không? Cũng yes. Một lát ổng hỏi con vậy có phải chạy từ Texas tới đây không? Cũng yes. Ông nói thôi đi đi, cái gì cũng yes hết trơn. Qua đi anh, qua đi anh, qua đi. Ôi lạc hả thầy? Ôi khủng bố không yes. Chớ tới cái lúc đó cái gì không yes hết. Không mà nhờ vậy cái cảnh sát này cho đi lắm. Thấy thương á. Mình không có biết tiếng Anh rành mà rồi cũng phải rồi nào là chiếc xe to đùng như vậy là cực khổ, cũng cực khổ lắm. Cho nên thường thường á cảnh sát á nó thấy cái đường mà tiếng Anh nó cho đi nhiều. Chứ phải Holland mà thường cho đi nhiều. Holland. Đúng rồi, Holland. 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 Bị lỗi gì thì cảnh sát nó dễ tha thứ, nó cho đi. Gần tới chưa? 17 phút nữa thầy. Rồi, tắt. Ngồi tay. 17 phút rồi. Nó dữ vậy? Từ nãy giờ mình đi đâu nè, mình đi phi à? Không biết nữa. Đâu, bốc và tắt bây giờ. Mỗi tay à. Ui, rất đẹp, cảnh biển mùa tối. Thầy phải quay có người. Đẹp mẹ. Đó, phải có người như vậy mới đẹp được rồi thầy nói. Đó, thầy đây là biển đi trên nhà biết nè. Không biết có cô gái nào mà. Đó là lãi thầy rồi, bây giờ mai thế nè, mặt quá, thùng quá rồi. Đâu lắm, hôm nay về nhà tối mới dám ra biển. Thứ ba ngày rồi ra thấy kỳ. Mà phải lúc tối, buổi tối vậy là mát quá rồi vậy. Gió mát dịu dịu. Sao cãi dép rồi? Không lắp biển hả? Để về non lắp biển ha. Đi xuống ngâm chân đi, chẳng hề xuống ngâm chân đi chứ. Tốt lắm rồi. Ngâm chân đi. Bây giờ là tao không nổi rồi ha. Quá cảnh biển thiệt, rồi ta lắp biển để cho một biển gì đó. Ồ. Trên sông núi tàu cho biển lặng mong được ai bị tai nạn nữa. Nếu như có bị thật biển, nếu như có các vị địa thần tỷ thần cũng cầu xin các vị luôn những điều lành, đừng bao giờ tiếp sức nhận tiền của chúng sanh vô tội. Nếu như có ai đó lỡ tay lỡ chân, xin các vị một lòng dùng sức lực để nâng đỡ đưa vào bờ. Thương tâm khi dẫn tới biển, nhớ không biết còn chưa đồng bào nhưng một việc của chúng con đã bỏ mình trên biển cả. Bất cứ hoàn cảnh nào,
thì nước Việt Nam của chúng con xung quanh toàn là biển. Cho nên khi thấy bất cứ nơi nào là biển, lòng chúng con rất vui. Khi nghĩ lại thì mang mát nỗi buồn. Vui là thấy hiện cảnh quê nhà, nơi đâu cũng có biển nước bao la. Buồn là cứ mỗi lần nghe tên ai đó trôi dạt trên biển cả. Đâm trong sân tử đã bao lòng, nay một lòng tội vô phương. Biển trần khổ lâu đời vẫn là khổ, với sinh mệnh bài trong kiếp lầm than. Con là thơ lòng trong nhìn đàn con dài từ lâu vất vượt, trong thấy đạo yêu hoàng xin hướng về đức mong từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đường ác trường, tham sân si mạn nghĩ ra, thì hôm nay giữ trọn lời sám hối nay lòng thanh tịnh, trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng sanh. Ôi từ lâu ma trong ngục giam giữ mãi con nguyện là tôi. Con kính là cầu nguyện của ta hiểu. Đúng là kính gắn với cầu nguyện cái gắn đến từ đâu. Trên biển là biết bao nhiêu dung tin của ta chết luôn. Cái xung quanh quê nhà mình toàn là biển không à. Không nói vấn đề tiếng Việt đến em. Nhưng mà mỗi lần mà nghe xác ai trôi dạt trên biển mình đều đau xót. Nhưng mà biển nó mênh mông thì mình không có trước tử thi. Mà lần này nước biển mênh mông không trước tử thi. Ví dụ như cái người chết đó, mình chưa tới cái độ ngã đó, mình nó dạt vào bờ đó rồi. Cái đạo cái từ đó đó mình mới làm cái câu đó Phật nói á, mới nói đạo Phật mình nó ví dụ là bao nhiêu cái chuyện dầu sai trái lầm lại của chúng ta làm, ví dụ như nói thẳng đi với thầy, cái thầy làm sai làm đúng như thế, nhưng mà đạo Phật nói khuyên á, chạy á có biển không chứ mình đi rồi nó cũng đánh giặc rồi bà đó, như là những người mà làm sai trái á rồi họ cũng tự động họ lộ ra ra ý đó như vậy. Ông không có 8 Mỹ lên cao. Cái chuyện nào mà cao cho anh vậy ta? Mà thích tao quá. Tao có bằng cái kế. Anh không có màu lắm rồi đó.
cái tay tôi đã thấm rồi, tôi không biết. Nó có cây dài trăm chân. Thấy lợn kia tắm thêm nước ngọt nữa. Rồi tối rồi mà hồ mà còn ra xa hả? Rồi chưa. Rồi xong chưa? Chú à. Hay là kia đâu rồi không biết. Cái xe không xuống. Phải đó không? Nói kìa. Tầm còn chú còn cái bác liên rồi trên chợ. Tâm. Dạ. Có một cởi dép lên xuống ngâm chân nữa. Dạ thôi thầy. Thôi đi về nghỉ sớm đi. Hai à, mấy hôm nay mấy thầy trò mệt hết rồi. Mai hay giảng nha. Tối tôi về nghỉ á. Tối mai hay giảng phải không? Về mấy anh em hâm đồ ăn miếng cơm với chơi vẫn bụng rồi ngủ. Tối tôi về tới nhà đói bụng á. Thầy thích rồi nè, tôi rất thích chiều ra biển nè, ít người nè, mình không thấy gì ra kệ, mình thích nhìn biển chút vậy thôi, cái niềm hạnh phúc lắm. Nhưng mà tiếc ở đây đẹp, nhưng mà tới mùa đông nó buồn ghê lắm, mùa đông không thấy bóng người. Mùa đông lạnh nè. Mùa đông mấy cái khách sạn này đóng lại hết rồi. Rồi về. Bắt đầu lạnh rồi không? Ra bắt đầu tiêu lạnh rồi đó, vậy mà họ còn tắm. Ô xe đậu đâu quá rồi ta. À, đúng rồi, đậu ở chỗ tắm. Đây, về. Chào biển. Sao cậu? Đi thấy có gì happy không? Có thấy gì được happy không? Đi đường nào đi mày? Happy không? Nhưng mà nó mát, vừa thoải mái á, ra. Dạ. Ra thấy cái biển nó mát, nó thoải mái á. Mà tôi không có gỡ dài mà tắm rồi thôi. Đứng thượng gió chút. Đi tao. Dạ, tao đợi anh. Về. Nhảy đây nè thầy, đi đây tao té không ơi. Bây giờ tôi thực sự không có dám nhảy rồi. Nhảy được không? Nhảy. Từ từ thôi. Giờ lộ giò nó nguy hiểm. Bây giờ không có dẫn chơi như thời trẻ trâu nữa thôi. Đi quên có bị gậy theo nữa. Một khi á, suốt
tuổi cỡ ông với thầy ngang nhau này, nhưng một khi nó xuống lẹ lắm. Em như thầy bị Covid rồi cái thầy xuống luôn đó. Ông là có hăng nha, xuống là cầm không kịp. Ê, mạng người đi nắng chiều là vậy đó, mạng người đi nắng chiều là nắng chiều không ai gì, không ai chặn được hết lẹ vậy đó. Cái nó sắm cho chiếc xe, sắm cho cây gậy. Khi nào cũng xuống. Nghe biết, sinh già bệnh chết đâu có hẹn. À, xe bên đó hả? Trời ơi, đứng ở bên đây. Sinh già bệnh chết đâu có hẹn. Ông lao ông đi. Khỏi lo cho tôi, ông lao ông. Mọi người lên xe hết rồi. Rồi thôi về.